Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh YouTube của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu đến các bác một số những cái mẫu sản phẩm bên em Dân mới về và một số những mẫu sản phẩm bên em Dân đã có. Quý cô bác anh chị qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em xin giới thiệu và thanh lý cho các bác một số những mẫu sản phẩm bên em nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác đó là một cái dòng máy xay. Máy xay này dòng máy xay sinh tố các bác nhé. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Con này thì hiệu của nó là Hitachi. Thông số của nó đây. Con này thì công suất của nó là 115W đến 110W. Đấy. Giá của nó đang thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 250.000 đồng. Giá của nó đang thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 250.000 đồng thôi nhé. Đây để em xin cắm điện vào cho các bác. Test luôn. Chạy rất là ok luôn. Chạy rất là ok luôn. Nhưng mà có một cái điều lưu ý cho các bác đó là nó sử dụng nguồn điện 110. Đấy và đây. Giòn này các bác có thể nhìn thấy lưỡi của nó còn gần như là mới luôn nhé. Đó. 250.000 đồng cái mã này nhé. Còn một con duy nhất nhé. Còn một con duy nhất này là thanh lý thôi nhé. Còn một con duy nhất này là em thanh lý. Mã thứ hai đó là một cái dòng máy ép chậm. Mã thứ hai đó là một cái dòng máy ép chậm của Nicil này. Đấy. Con này thì đang thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 450.000 đồng. Đang thanh lý cho các bác 450.000 đồng. Con này thì còn một cái duy nhất thôi. Còn một cái duy nhất thôi. Hàng thì cực kỳ ok luôn. Hàng thì cực kỳ ok luôn các bác nhé. Thương hiệu của nó là Nicil. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta đó là cái khay này. Đây để các bác có thể hứng nước ra. Còn bên này là các bác đựng bã. Đấy. Và các bác chỉ cho ví dụ là ép dứa các thứ vào đây. Chúng ta cho xuống. Đấy. Con này thì đây còn nguyên bụi. Đấy, còn nguyên bụi đây. Hàng ok luôn đấy. Con này hàng dùng rất ok. Các bác có thể bỏ cái này ra nếu mà các bác không thích. Đấy, còn không các bác có thể lắp vào và các bác sử dụng. 450.000 đồng cái máy ép chậm các bác nhé. Máy ép chậm của Nicil. Đó. Một cái mã tiếp theo hôm nọ thanh lý mà chưa đi được này. Con này thì vẫn còn rất ok. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Loa của nó này. Đẹp luôn nhá. Đẹp luôn. Loa của nó đẹp luôn này. Đây để em đo cho các bác cái kích thước của cái con loa như này. Đấy, em đo cho các bác cái kích thước nhé. 20cm này. Đây cái bát loa đây nhé. Bát loa đây, các bác có thể xem. Đó, hai con bằng nhau. Hai con bằng nhau nhé. Hai con này bằng nhau, như nhau. Về hình thức bên ngoài thì còn ok. Hình thức bên ngoài còn ok. Cái này của nó thì bao cho các bác là sử dụng cái AUV, AUX. Cái AUX thoải mái luôn. Con này thì nó sẽ có cái cổng AUX đây. Cổng AUX ở đây. Đấy. Cổng các bác kết nối AUX ở đây. Đấy. AUX các bác cổng ở đây. Cổng vào cùng ra. Cổng AUX vào ra. Con này thì thương hiệu của nó là Victory. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy. Thì em thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 1.100.000 đồng. Trước kia đang là 1.500.000 nhé. Đấy. Thanh lý cho các bác là 1.100.000 đồng. Hàng còn rất ok. Vặn volume các thứ chỉnh. Đều rất là xịn sò luôn. Đều rất là xịn sò luôn. Dây kết nối các thứ của nó là một bộ của nó còn nguyên zin luôn nhé. Con này thì loa của nó này. Công suất của cái loa này là 20W một quả. Công suất của nó là 20W một quả. Còn là cái bộ của nó đây. Con này thì sử dụng điện 100 này. Công suất của nó là 55W. 55W. Bộ zin luôn. Bộ này là bộ zin luôn nhé. Con này thì... không thấy made in ở đâu. Đấy, nhưng mà hàng này thì rất là ok luôn. Con này thì rất là ok luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang thanh lý cho bác với cái mức giá đó là 1.100.000 đồng nhé. 1.100.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Ngoài ra thì bán kèm thêm cho các bác, bán kèm thêm nhé. Cục đổi nguồn với cái mức giá đó là 150.000 đồng. Giá gốc luôn. Thực tế là giá gốc luôn. Cục đổi nguồn lõi đồng này các bác có nhìn thấy. Lõi đồng vàng óng bên trong luôn, cầm rất là chắc chắn luôn. Đấy, cục đổi nguồn 100 VA để cho các bác sử dụng cái loa này thoải mái. Tức là khi các bác mua cái loa này, trợ giá cho các bác luôn. Một cặp loa này là 1.200.000 đồng cả cục đổi nguồn luôn. 1.200.000 đồng cả cục đổi nguồn luôn. Trợ giá cho các bác luôn. Đó. Hàng đẹp ok luôn nhé. Hàng đẹp ok luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái dòng lọc khí bù ẩm. Dòng này của thương hiệu của nó là thương hiệu Sáp nhé các bác nhé. Đây. Con này thì khay nước này. Cái lọc của nó này. Màu đen nhé các bác nhé. Đây là phổi của nó này.
con này phổi của nó vẫn còn tương đối là trắng nhá. Đấy, nó có sẽ có con giá hơn 400.000. Đấy là những con bình thường mà ví dụ nó không có phổi. Đấy, còn những con phổi mà đẹp như thế này. Đấy, thì giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút nhé. Con này thì sử dụng điện 110. Sử dụng điện 110. Đây, chi tiết của nó đây con này. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Sharp, sử dụng điện 100, công suất của nó 26W, sử dụng trong phòng 25-26m2 đổ về. Đấy, 25-6m2 đổ về, nói chung là sử dụng trong phòng ngủ thôi. Các bác sử dụng trong phòng ngủ, các bác để góc phòng ấy thì con này cũng rất là ok luôn. Hình thức của nó cũng rất là ok nhé. Hình thức của nó cũng rất là ok. Này. Kích thước của nó đây. Con này cũng chiều cao của nó cũng rất là ok thôi. 53cm. Ngang của nó là 37. Tình trạng sử dụng vẫn đang sử dụng tốt quá nhé. Đấy, cái khay này các bác về các bác đổ nước vào đây. Bạn cái này ra các bác đổ nước vào. Tình trạng hoạt động là vẫn đang sử dụng tốt. Bật nguồn này. Để em thêm cắm lại điện. Đây các bác nhá. Đấy, cắm lại điện cái được ngay. Tình trạng bật này, hoạt động này tốt này. Nó sẽ có ở đây là tốc độ của nó này. Đấy, ở đây tốc độ này. Đấy, còn đây là bù ẩm này. Con này có kháng khuẩn không khí ion nhé. Kháng khuẩn không khí ion này. Đấy, các cái chức năng của nó. Nói chung là sử dụng rất là đơn giản thôi. Đấy, con này thì là 60 giờ này. 60 phút này. Đấy. Lọc khí bù ẩm. Màu đen, con này màu đen nhé. Màu đen thì nên là rất là sạch sẽ. Các bác lên cho em mã này là mã L21. L21 nhé. L21 con này đẹp. 700.000 đồng. L21 này. L21 700k. Đấy, mã đầu tiên L21 700k. Tắt đi và các bác rút điện ra này. Đấy, mã đầu tiên. Mã thứ hai. Kích thước thì nó là gần như là tương đương với nhau thôi các bác nhé. Kích thước của nó gần như là tương đương với nhau thôi. Đấy, nó rơi vào tầm hơn 53, 53,5 chứ không phải 53. Chiều ngang của nó là cũng là 37. Con này màu trắng, con này còn rất là đẹp luôn, trắng đẹp luôn. Thương hiệu của Sharp, kháng khuẩn không khí ion, nguyên tem mác luôn này. Khay nước này. Khay nước này. Đã lau dọn sạch sẽ nhé các bác nhé. Đã lau dọn sạch sẽ các bác rồi. Đấy, các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Phổi của nó vẫn còn trắng này. Phổi của nó vẫn còn trắng thôi nhé. Nói chung con này vẫn, phổi này của nó vẫn, các bác vẫn sử dụng thoải mái. Vài năm nữa vẫn được, trừ khi nhà các bác chỗ nào mà mặt đường bụi quá rồi thì phải chịu. Đấy, bụi quá rồi thì với dùng thời gian ngắn còn không thì cứ phải mỗi một cái phổi này như này thì có thể dùng được vài năm. Tình trạng hoạt động thì vẫn đang hoạt động tốt. Cắm điện test cho các bác trực tiếp trên video luôn. Đấy, cắm điện test trực tiếp cho các bác trên video luôn cho nó dễ. Đây, các bác về các bác bật nguồn, nút nguồn này. Đấy, nút nguồn đây. Đấy, bật nguồn lên cái gió thổi ngay. Rất là ok luôn nhé. Đấy, dòng này là bù ẩm nhé. Tất cả dòng này là bù ẩm hết. Đều có kháng khuẩn không khí ion. Đấy, và đây là đèn báo này. Cái đèn báo này. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã L22. L22 nhé. Giá thì đợt này rất là tốt luôn. Như con này nhưng mà khoảng vài tháng trước ấy, mùa đầu mùa hè ấy, thì nó rơi vào khoảng 1 triệu. Đấy, nhưng mà bây giờ giá rất là tốt rồi. L22. Giá 700k. Con này thì nếu mà phòng các bác không kín thì các bác vẫn có thể sử dụng thoải mái nhé. Phòng kín hay phòng không kín nó đều có thể sử dụng được. Nó là như kiểu là nếu phòng kín thì nó là tuần hoàn gió tốt hơn. Đấy, còn phòng không kín thì nó sẽ hút những cái hơi ví dụ như là thuốc lá, hay là những cái khói độc hại, thuốc lá, thuốc lào các thứ, và nó sẽ lọc khí ra. Các bác lên cho em mã này, mã L22. L22 700.000 đồng. Đấy, các bác nhìn thấy không? Nó vẫn còn nguyên màu sơn trắng luôn, trắng bóc luôn. Trắng bóc luôn nhé. Một cái mã tiếp theo, một con này cũng là màu gần trắng. Gần trắng nhưng quên mất,
tất cả công suất của nó là 26W các bác nhé, tất cả công suất của nó là 26W và sử dụng điện 100 tất cả. Con kia cũng thế, con trắng kia cũng thế, quên mất nãy đã không review cho bác. Đấy, 26W này, sử dụng điện 100 này. Con này thì 26W này, 50Hz 100V này. Thương hiệu Sark. Con này thì còn có phổi này. Đấy, có phổi. Còn khay nước. Khay nước này. Nói chung còn rất là ok luôn. Này còn rất ok luôn. Hàng nguyên zin nhé các bác nhé. Hàng nguyên zin, nguyên bụi Nhật Bản về luôn. Nguyên bụi Nhật Bản về luôn nhé. Cắm điện vào này. Đấy, cái lô trước kia là có 5 con thôi. 5 con cũng là dòng này nhưng mà em đã đi hết rồi. Đấy, lô này là về lô mới. Đấy, bán cái dòng này nó nhỏ nhỏ xinh xinh thì nó vừa phòng, nó vừa cái diện tích phòng ngủ của các bác, nó dễ. Đấy, còn các bác nào mà muốn có cục đổi nguồn luôn ý, thì đây, cục đổi nguồn này thì như đầu video em đã nói là hỗ trợ em thêm 150.000 đồng nữa là các bác có cục đổi nguồn luôn, là vì là các bác về các bác chỉ việc cắm vào cái cục đổi nguồn này thôi. Đấy, cắm chip vào đây luôn. Bác nào mà cẩn thận ý, thì các bác cứ gắn cái keo, tí keo 502 vào đây thì không thể rút ra được, và các bác cứ thế sử dụng thôi. Cứ thế sử dụng điện 110 thôi. Đấy. Đấy. Tình trạng hoạt động vẫn rất là tốt luôn. Đấy, và đây là xung quanh của nó. Nói chung là rất là ok. Nhưng mà như con này thì giá của nó thì lại mềm hơn một chút. Giá lại mềm hơn một chút. Như con này các bác lên cho em mã này, mã L23. L23. Đấy. L23. 500k. L23 500.000 đồng các bác nhé. Mã L23 500.000 đồng. Hàng này cũng dùng rất là ok luôn nhé. Tất cả đều về là nhà em, là tất cả các bác yên tâm một điều, đó là toàn bộ là sử dụng tốt. Toàn bộ này về nhà em sử dụng tốt. Đó. Còn bác nào mà tự mua phổi được thì đây. Em này thì không có phổi. Con này thì không có phổi, nhưng mà đã vệ sinh sạch sẽ cho bác rồi. Đấy, không có phổi. Thay tất cả đều đủ đồ nhé. Nhưng các bác về mua thêm những cái phụ kiện của nó, phụ kiện thay thế này của nó này, những cái phụ kiện thay thế như kiểu là khay nước và phổi này, nói chung là cũng rất là dễ mua thôi. Đấy, thì mà bác nào mà đã mua quen rồi thì các bác có thể mua mới luôn. Đấy, tình trạng hoạt động nhé, kể cả không có phổi thì vẫn test được cho các bác, tình trạng hoạt động vẫn là rất là tốt luôn. Này, maximum tốc độ này là maximum này. Đấy, con này cũng là 26W này. Con này cũng là 26W này, sử dụng điện 100, tất cả toàn bộ là sử dụng điện 100 các bác nhé. Đấy, con này thì 400 em tính rồi. 430k. Các bác lên xem mã này là mã L24. 430k. Tức là không có phổi. Tình trạng hoạt động thì vẫn sử dụng tốt nhưng mà không có phổi. Đấy. Giá thì các bác yên tâm rồi. Dòng này hơn 400.000 thì bao cho các bác giá tốt. Đấy, còn bác nào mà muốn mua phổi mới toanh. Đấy, thì các bác alo cho em thì em sẽ hỗ trợ các bác mua cho các bác cái phổi mới toanh luôn, và ấy luôn là gửi theo máy luôn. Đấy, hoặc là các bác ví dụ là lấy con máy nào mà các bác muốn mua phổi mới thì em cũng ok luôn các bác luôn. Đấy, là phổi mới đấy. Đấy, là bên em cũng có hỗ trợ, chẳng qua là lên để cho các bác thêm cái sự lựa chọn. Ví dụ bác nào mà có thể tự mua phổi thì cho nó dễ. Đấy, để cho nó các bác có thể ưng ý hơn. Đấy, để có nhiều sự lựa chọn hơn nhé. Một con tiếp theo. Con này cũng không có, con này cũng như con kia này, nhưng mà màu đen, không có phổi. Em lên như này để các bác có sự lựa chọn thôi. Đấy, còn không có thì em cũng vẫn tự mua phổi và để em lắp để em đăng lên bán mà. Đấy, nếu mà các bác nào không muốn em mua phổi cho thì các bác có thể tự mua. Các bác lên cho em mã này, mã L25. L25 cũng 430k luôn. Không có phổi, không có khay nước. L25 430.000 đồng. Đó. Lại quay trở lại với những con có phổi. Con này cũng rất là trắng này. Con này cũng còn rất là trắng này.
Đấy, tất cả đều có kháng khuẩn không khí ion nhé, và tình trạng hoạt động thì vẫn hoạt động tốt nhé. Thay nước. W tất cả đều 26W nhé, nên là giá của nó cực tốt luôn. Con này thì đây, quên mất. Phổi của nó đây. Nói chung con này phổi của nó thì các bác cũng có thể vẫn có thể sử dụng được. Vẫn còn có thể sử dụng được, nhưng mà nó không phải là phổi mới. Nó là phổi zin, phổi zin theo máy. Đấy, nhưng mà con này vẫn có thể sử dụng thoải mái nếu mà nhà các bác ở trong ngõ ấy, hoặc là như nhà em ở trong này thì các bác có thể dùng được thoải mái luôn. Đấy, kích thước thì của nó thì như nhau, công suất thì đều 26W. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã L27. À, L26 này. Con này bên em đang bán với giá là 500k. L26 500.000 đồng. Đấy. Một con tiếp theo. Đợt này toàn về những con các bác có thể nhìn đấy này. Trắng như ngọc trinh luôn. Trắng như ngọc trinh luôn nhé. Trắng bóc luôn này. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy. À, nó còn hơi bụi bặm một chút, đó là do mà bên nhà em ở chỗ nhà em nó cũng hơi bụi. Đấy, thế mà lọc khí này còn dùng thoải mái luôn. Nhà em tối nào bật lọc khí nhá, em nói thật với các bác luôn, bật cái lọc khí này rất dễ ngủ luôn. Đấy, bật cái dòng lọc khí này rất dễ ngủ. Đấy, trắng như ngọc trinh luôn. 26W. 26W. Tất cả đều cắm điện review cho các bác nhá, cho nó yên tâm. Ờ, con này thì không có phổi này. Không có phổi này. Con này trắng như ngọc trinh luôn, không có phổi này. Đấy. Không có phổi thì lại bạn thực ra là nó có, thế nhưng mà phổi của nó cũ quá rồi nên em đành phải bỏ đi. Đấy, để có thể review cho các bác với lại thêm cho các bác cái sự lựa chọn. Đấy, con này thì đúng ra thì phải có phổi vào, mua phổi vào thì bán giá nó mới tốt hơn được, nhưng mà thôi không sao. Các bác lên cho em mã này, mã L27. 450k. Con này hơi trắng hơn một tí. L27. 450k. Tình trạng hoạt động vẫn tốt nhé. Tình trạng hoạt động vẫn hoạt động tốt. Đấy, các bác thấy bông nó thổi lên luôn. Chạy vẫn tốt. Tem mác cũng còn nguyên xi. Hàng rất là ok nhé. Tất cả bao cho các bác là hàng dùng rất là ok và bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm luôn. Nếu mà các bác không cắm nhầm điện. Bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm. Một con tiếp theo. Con này thì thực ra là nó không biết là nó không phải xuống màu. Đây không phải em sơn lại đâu. Đấy, con này sơn zin luôn nhé. Sơn zin của nó vẫn còn nguyên xi như này, nhưng mà không biết là màu nó lại như thế này. Đấy, thì vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân tại sao. Đó, chắc là có khi là mưa gió hay là cái gì bên Nhật Bản chẳng hạn. Quên cắm nhầm điện. Con này cũng công suất của nó là 26W. Con này vừa bị gãy cái tay. Rồi để em thay cho cái tay khác. Thay các bác cái vỏ khác. Phổi vẫn còn mới nhé. Con này phổi vẫn còn mới, để em thay cho bác cái khác. Thay cho bác cái này khác để cho bác dễ mở ra. Thực ra là bình thường thì chúng ta cũng chả mở ra làm gì đâu. Thế nhưng mà những lúc cần thay thế thì nó lại hơi bực mình một chút. Đó là hơi chặt cái tay này. Đấy. Thì nó đang bị gãy. Nhưng mà phổi của nó vẫn là phổi mới nhé. Con này phổi nó vẫn là phổi mới. Thôi bán theo cái gãy này luôn. Phổi của nó vẫn còn dùng rất là ok. Đây. Hai các bác nhìn thấy vẫn còn trắng này. Phổi vẫn còn trắng và rất là đẹp luôn này. Hai mặt của nó. Đó, đây là phổi đây. Bán luôn theo kiểu là gãy này luôn này. Giá tốt cho các bác luôn. Khay nước này. Khay nước này. Con này thì cái khay này gãy nhé, báo giá luôn cho bác. Nếu mà nó gãy đúng ra là con này phải hơn, thế nhưng mà thôi, nó đã gãy cái tay, bán theo kiểu gãy tay luôn. Con này 500k. Đấy, các bác nên cho em mã này là mã L28. L28 500k. Thương hiệu của Sharp nhé. Mã L28 500.000 đồng. Một con tiếp theo cũng là dòng Sharp nữa. Dòng này cũng là dòng Sharp nữa.
Ô, quên con kia không thử cho các bác, nhưng mà tất cả đều sử dụng ngon nhé. Đấy, dòng này cũng sát. Sử dụng tốt. Bật lên. Này. 26W, tất cả lô này toàn bộ là 26W nhé em, về toàn dòng này là dòng toàn về dòng bé nhé. Đấy, khay nước này. Khay nước. Phổi con này vẫn còn trắng này. Các bác lên xem mã này là L29. L29. Tình trạng hoạt động vẫn hoạt động tốt coi nhé. L29 này. 550k. Mã L29 550.000 đồng. Đó, hàng đẹp luôn. Bật tắt các thứ thoải mái dùng ok. Đó, đây là lô lọc khí bùa ẩm nhé coi nhé. Đây là lô lọc khí bùa ẩm, hàng đẹp luôn, nên là các bác đều có thể yên tâm kháng khuẩn phun khí ion này. Đấy, nó có kháng khuẩn, không chức năng kháng khuẩn khí ion cho chúng ta luôn nhé. Một cái mã bếp ga tiếp theo. Một con bếp ga mặt men này. Bếp các thứ nó rất ok luôn. Cảm biến các thứ là đã test đầy đủ nhé các bác nhé. Những cái dòng cảm biến này đã test ok, các bác chỉ việc về và sử dụng thôi. Đấy, còn là em đã test sạch sẽ và test thoải mái cho các bác rồi. Ngoài ra nhé, khi các bác mua bếp ga nhà em sẽ là tặng kèm theo lưới chống chuột inox đã bắt sẵn. Đấy, toàn bộ nhà em đều bắt cho các bác là lưới chống chuột ok. Phím xoáy này, phím xoáy và phím ấn nhà em đều đầy đủ cả nhé. Full phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Hàng đẹp. Đấy, ngoài ra khi các bác mua bếp ga nhà em còn được tặng kèm thêm pin. Đấy, tặng kèm thêm lô pin, pin của nó là pin Panasonic nhé, chứ không phải là pin vớ vẩn đâu các bác nhé. Dùng thoải mái luôn. Đó, khay pin này. Con này thì thương hiệu của nó là Zinai. Con này thương hiệu của nó là Zinai. Phím xoáy, lò nướng của nó này. Các bác có thể nhìn thấy lò nướng của nó này. Còn rất là ok luôn. Lò nướng của nó còn rất là ok luôn. Đó, không muốn nói là sạch đẹp. Nếu mà không muốn nói là sạch đẹp, lò nướng rất là ok. Này. Đó. Các bác về sử dụng luôn. Cái dòng này các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Tặng kèm theo pin này. Đây, khói khói này. Đấy, các bác yên tâm là em cẩn thận đến mức này này. Này, những cái lỗ đằng sau nó thực sự với các bác luôn, nó bé bé này này. Bên nhà em còn bao lưới chống chuột cho các bác. Đấy, là các bác biết rồi. Bán hàng nó phải có uy tín, tại vì những cái dòng này nhé, nếu mà chuột nó vào nó cắn nhé, thì rất khó sửa chữa luôn. Đấy, mình không biết dây nào mà lúc nào mà đấu lại. Đấy, phải có đến thợ đo thì kiểm tra được. Và các bác lên cho em mã này là mã bếp ga mặt men nhé. Mặt này có nó mặt men. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.800.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã 580. 580. Đấy. Con này bên nhà em đang bán với giá là 1.800.000 đồng. 1.800.000 nhé. Mã 580. Bếp ga đầu tiên. Mua bếp tặng kèm thêm pin và lưới chống chuột. Mua bếp tặng kèm thêm pin và lưới chống chuột cho các bác luôn. Nên là các bác đều có thể yên tâm. Một cái mã tiếp theo. Đây. Phím ấn đây. Đấy. Phím xoáy hay phím ấn à. Quên mất lại không đo cho các bác cái kích thước. Đấy. Thôi tí nữa em sẽ quay lại em đo. Đây đo cho các bác con này luôn. Kích thước của nó là 59. Nhân với lại một chiều nó là 41. 59 nhân 41 nhé. Chiều sâu của con này thì là 18cm. 18cm. Độ dày của nó đấy. Có lò nướng này. Nó có lò nướng này. Hàng ok luôn, nguyên bụi luôn. Đó. À, con này thì nó sẽ có cho chúng ta, nó là thương hiệu của nó là thương hiệu của Paloma. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Paloma nhé các bác. Hàng ok luôn. Dùng rất là ok luôn này. Con này. Đấy, các bác nào muốn đời cao đời thấp nhà em đều có cả. Đấy. À, thì các bác nào muốn xoay đời thì ấy sau, còn em bán chủ yếu là bán bếp, cứ sạch đẹp là được đã, cứ sạch đẹp là ok đã, còn là mọi việc là tính sau. Đấy, nó phải hoạt động tốt và chức năng bảo hành của nó tốt. Cái dòng bếp ga này khi các bác mua bếp ga thì em nhé, bảo hành cho bác 1 năm luôn. Đấy, nhà em bảo hành cho bác 1 năm luôn,
Con này thì ở bên thì em đang bán với cái mức giá đó là 1.850.000. Các bác lên cho em mã này là mã 581. 581. 1.850.000. 1.850.000 đồng nhé, mã 581 và bên em bao ship cho các bác. Đấy, ngoài ra thì vẫn có theo combo lưới chống chuột. Đấy, lưới chống chuột và pin. Ngoài ra thì vẫn có lưới combo là lưới chống chuột và pin để tặng các bác. Đó, nên là các bác đều có thể yên tâm. Phím của nó là phím ấn nhé. Các bác lưu ý nhé, nếu mà về mà các bác ấn cái này không được ấy thì các bác gạt cái lưỡi gà cho em này. Đấy là các bác ấn được. Và khi các bác dùng cái bếp ga ấn này thì các bác ấn rất khoát vào cho em. Đấy, chứ cần các bác đừng ấn này kiểu này. Này cái mà này cái bổ nó không lên thì rất là mất công, các bác ấn rất khoát vào. Đấy là được. Ok. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã 581. Giá của nó là 1.850.000 đồng nhé. Và bên em bao gồm phí ship cho các bác rồi nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bếp ga mặt kính. Thực sự với các bác luôn là nếu mà không để dành thì là lúc các bác lại trách. Đấy, để dành cho rồi giờ lại không lấy. Đấy, thì thực ra là em cũng chả bắt đặt cọc để dành đâu. Thế nhưng mà để đấy anh mua xong là mấy khách hỏi thì bác lại bảo là có mua, đến cuối cùng lại không mua nữa. Đấy, bây giờ lại bảo là thôi. Đấy, anh đổi ý rồi không lấy bếp ga nữa. Thì đây, một con bếp ga mặt kính. Mặt kính các bác nhé, nên là nó rất là nặng. Lưới chống chuột. Nói chung con này test tiếc các thứ ok rồi. Các bác chỉ việc về các bác sử dụng thôi. Chỉ việc về và sử dụng thôi, không còn phải lo lắng gì cả. Hàng những khi các bác nhận hàng thì đúng như nhà em quảng cáo đây. Con này thì nó có những cái chức năng như sau. Đây, hẹn giờ các thứ đều đầy đủ cả. Nó hẹn giờ các thứ đều đầy đủ cả. Tặng kèm thêm cho các bác đó là đôi pin của Panasonic. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác đôi pin của Panasonic. Vẫn là có tặng quà rồi. Đây, để em lắp pin và để em test cho các bác cái đây có pin rồi. Đấy, để em lắp pin và để em test cho các bác cái những chế độ lại phải bật bếp lên thì nó mới test được cái những cái chế độ đấy. Đấy, nhưng mà nên là các bác thôi lắp ga vào cơ. Đấy, thì con này thì nó là phím ấn này. Đấy, các bác nghe tiếng tạch tạch. Đấy, rất là nhạy luôn. Con này có hẹn giờ của bếp nhé. Này, các bác muốn bao nhiêu thời gian nó tắt thì nó sẽ tắt, nó sẽ có hẹn giờ. Đấy, con này thì bếp nướng nó cũng có hẹn giờ này. Bên bếp nấu này của nó thì nó có những chức năng nấu của nó đều đầy đủ cả nhé. Hàng đẹp luôn, mặt của nó là mặt kính, hàng đẹp luôn mặt kính. Con này là em trước em để dành cho bác khách mà cuối cùng bác lại không lấy, bác lại bảo là anh không lấy nữa đâu. Thế nên bây giờ thanh lý giá đốt vía luôn. 42, kích thước của nó là 1:42 và 1:59. 42 × 59, độ dày của nó là 18 cm. Con này trước em đang bán 2.700.000, hôm nay thanh lý cho bác xuống giá 2.550.000, 2.5 triệu. Các bác lên cho em mã này là mã 582. 2.5 triệu, 2.500k, 2.5 triệu nhé, 2.550.000, hàng ok luôn, hàng này dùng ok luôn nhé. Tất cả cái bếp ga nhà em nhé là bao cho các bác là những cái cảm biến này là sử dụng tốt luôn, tất cả những cái bếp ga này bao cho các bác là sử dụng tốt luôn. Đấy, giờ còn mấy mã thôi, chứ nó không còn nhiều như các bác nhé, còn ít mã thôi chứ không còn nhiều, nên là các bác có thể tranh thủ nhanh tay cho em. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký kênh với các nhé. Một cái mã bếp ga tiếp theo. Màu trắng. Màu trắng luôn này. Đấy, màu trắng cho bác nào ưng ý luôn. Con này cũng là của Paloma. Con dưới nãy là con của Tokyo Ga nhé. Kích thước của nó đây. 41. 41 này. Nhân cái chiều ngang này là 59. 41 × 59. Sử dụng tốt nhé. À, quên mất từ nãy giờ tôi review cho bác cái lò này. Tất cả đều sạch đẹp. Các bác yên tâm một điều đó là bọn em đã mất công dọn rồi ý, thì là tất cả đều bao cho các bác là sạch đẹp. Tất cả đều bao cho các bác là sạch đẹp luôn. Đó. Và sử dụng tốt luôn. Con này thì vẫn còn rất ok. Tem mác các thứ vẫn còn rất ok luôn. Giá của nó bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.850.000 đồng. Đấy, bao cho các bác là lưới chống chuột và tặng kèm thêm pin nhé. 1.850.000. Các bác lên cho em mã này là mã 583. 583, 1.850.000 đồng. Bao ship tặng pin. Đó, giá tốt luôn. Giá tốt luôn các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng đèn âm trần. Đây.
Con này thì công suất của nó là 7W, sử dụng nguồn điện các bác là sử dụng điện 220V. Đấy, từ 85 đến 265V là đều các bác đều có thể sử dụng được, đều có thể sử dụng thoải mái luôn nhé. Đấy, con này thì công suất của nó là 4 đến 7W này. 12 đến 18V này. Đây là đã qua cục đổi nguồn rồi. Và các bác muốn cắm cái nguồn điện bao nhiêu thì cũng được. Và con này đặc biệt là một cái, đó là nó có thể tự đổi màu. Đấy, tắt điện này. Bật điện này. Đấy, các bác nhìn thấy này, màu vàng này. Trắng này. Rất là an toàn luôn, cầm lên không sợ bị gì việc gì luôn, mà nó đặc biệt nó cũng rất là sáng luôn nhé. Đây. Ánh sáng vàng này, ánh sáng trắng này, rất là ok luôn. Nó sẽ tự đổi màu cho chúng ta luôn, nó sẽ tự đổi màu cho chúng ta luôn các bác nhé. Con này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó, đó là một con này bên em đang bán với mức giá đó là 40.000 đồng một con. Khi các bác mua từ 15 con trở lên, bên nhà em sẽ tặng một con. Đấy, cứ 15 con sẽ tặng được một con, 30 con là tặng hai con. 40.000 một cái nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bóng đèn âm trần. Bóng đèn âm trần. Hàng đẹp luôn. Rất là ok luôn nhé, sử dụng rất là tốt luôn nhé. Đèn âm trần. 40.000 đồng một cái, mua 15 cái tặng một cái nhé. Số lượng thì vẫn về rất nhiều, hôm tí nữa lại về. Đấy, thêm 5.000 cái nữa. Nên là các bác yên tâm. Hàng này thì bác nào mà nhà đang bán trần thạch cao hay là trần gỗ hay là trần nhựa, các bác đều có thể khoét lỗ được cho chúng ta. Đấy, đều có thể sử dụng được. Và con này thì đây, cái kích thước của nó nhé. Mặt ngoài của nó là 12. Mặt ngoài của nó 12. Mặt đằng sau của nó là các bác chỉ cần khoét cho em 8cm là được. 8cm là được. Đó, rất là ok luôn. 40.000 đồng. 40.000 đồng nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cây sen vuông ấy, màu xám. Con này thì đây, một cái bộ của nó thì đầy đủ cho chúng ta. Đó là củ sen này. Đây, em sẽ tháo củ sen ra, rời ra để em có thể review cho các bác cho nó dễ nhé. Tháo ra lắp đặt cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy, tháo ra lắp đặt nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy, rất là ok luôn coi nhé. Nó rất là ok luôn. Trọng lượng của cái củ này, trọng lượng cái củ sen này, này. 1,8 cân. Nguyên củ sen này trọng lượng của nó 1,8 cân. Nên là các bác yên tâm, sử dụng rất là bền bỉ luôn. Đó, và cả cây của nó, cây này của nó sẽ có 3 chế độ này. Chế độ vòi xả tự do này, chế độ cái bát sen tay này, và chế độ sen cây này. Đấy, thì các bác vặn ở đây thì nó sẽ ra nước. Đấy, vặn ở đây nó sẽ ra nước. Đó, và các bác ở đây là cái gật gù các bác đóng mở. Gật gù các bác đóng mở, nóng trái lạnh phải nhé. Nóng trái lạnh phải. Con này thì của nó là hàng của Germany của Đức. Thương hiệu của nó là Huve Mama. Huve, con ngựa này. Đấy. Hàng made in Germany nhé. Made in Germany, hàng xịn luôn. Xịn sò đẹp luôn. Đó, hàng của Germany của Đức. Con này thì một cây sen như này, bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.300.000 đồng thôi nhé. 1.300.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Cây sen này là dòng cây sen vuông nhé. Rất là phù hợp cho các bác lắp ở những cái, ví dụ như nhà chúng ta nhà ở đây, hay là các bác lắp cho những cái công trình nhà nghỉ khách sạn, thì đều rất là ok. Đó, đó là mã đầu tiên. Mã thứ hai, một cái dòng củ sen. Củ Larabo. Củ Larabo inox bóng này. Lõi của nó là lõi đồng. Lõi đồng này. Dây cấp các thứ là đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, dây cấp các thứ là đầy đủ luôn nên các bác yên tâm. Đây, đầy đủ cho các bác. Trọng lượng của nó là gần 900g nhé. Gần 900g. Giá của nó bên thì em đang bán với mức giá đó là 450.000 đồng. 450.000 đồng một cái củ này. Đấy. Trọng lượng hàng chuẩn của nó là gần 900g nhé. Hàng này hàng của Nhật, Made in Japan. Hàng đẹp luôn. Đó, rất là ok và chắc chắn này. Rất là ok và chắc chắn. Cái những cái này bằng đồng nhé, nên là nó rất là bền. 450.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã củ Larabo. Các bác lắp vào cái chậu rửa mặt ấy. Các bác lắp vào cái chậu rửa mặt ấy. Rất là đẹp luôn nhé. Đó, một cái mã sản phẩm nữa. Cái này có thể tăng giảm nước, tăng giảm cái tốc độ nước này. Con này các bác có thể kỳ lưng này. Đấy, kỳ lưng các thứ này. Đằng sau này các bác có thể chỉnh tia. Đấy. Con này thì là một cái mẫu bát sen.
bát sen kỳ lưng. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bát sen kỳ lưng nhé. Những cái này bằng cao su nên là các bác có thể đều có thể kỳ lưng được. Và một bộ của nó sẽ gồm có như thế này. Đấy, một bộ của nó sẽ gồm có như này. Còn bác nào mà muốn lấy thêm cái giá, nó không có giá đâu các bác. Các bác muốn lấy thêm cái giá thì thêm cho em 50.000 đồng nữa. Còn một bộ như này là 100.000 đồng. Thêm cái giá là thêm 50.000 nữa là 150.000 đồng. Đấy. Cái này là vòi sen tăng áp nhé các bác nhé. Nó có thể tăng áp được cho chúng ta. Đấy, nó có thể tăng áp được nước cho các bác được để các bác sử dụng thoải mái luôn nhé. Vòi sen tăng áp giá của nó là 100.000 một bộ này, không có cái giá treo, nó không có cái giá treo. Còn có giá treo thì các bác thêm cho em 50.000 nữa. Đó, thêm có giá treo các bác thêm cho em 50.000 nữa là 150.000. Các bác lên cho em mã này, bát sen kỳ lưng nhé. Bát sen kỳ lưng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đèn pin 2 đầu. Bật này. Bên đầu này nữa này. Xoay sáng rất xa luôn. Các bác nhìn thấy điện nhà em xoay này, đèn lồng các thứ này. Đấy, điện nhà em xoay này nó còn vẫn còn nhìn thấy ok này là các bác biết rồi. Đấy, đây. Thực tế luôn nhé. Đây là em đang để ánh sáng cực sáng để cho để các bác xoay để các bác để em review sản phẩm. Đó. Một con này thì đây, nó sẽ có cho chúng ta là một bên là pha, cái này là bụng. Lúc mất điện thì các bác có thể bật hai đầu. Con này thì thương hiệu của nó là Polit. Ở đây thì nó sẽ có cho chúng ta, nó là một cái cổng sạc DC 5V, cổng sạc DC 5V và một cái cổng USB. Cổng sạc DC 5V và cổng USB này. Con này thì ở bên nhà em đang bán với mức giá của nó đó là 240.000 đồng. 240k các bác lên cho em mã này, mã đèn pin 2 đầu. Đèn pin 2 đầu nhé. 240.000 đồng. 240k đèn pin 2 đầu. Đẹp xịn sò luôn. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Máy sấy tóc Panasonic. Công suất của nó lên đến 3.500W. Công suất của nó lên đến 3.500W. Con này thì sử dụng rất là ok luôn. Con này sử dụng rất là ok luôn. Đấy, hai công tắc. Con này giá cũ của nó nhé, đang bán là 90.000 đồng. Hôm nay em thanh lý cho bác với giá là 60k một cái máy sấy tóc. Giá siêu tốt luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. 60.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã máy sấy tóc của thương hiệu Panasonic. 100.000 nhé. Có 100.000 ngày xưa này. Giờ giảm giá xuống 60.000 đồng. Hàng đẹp luôn. Sử dụng tốt nhé. Tất cả cái dòng máy sấy tóc này bên nhà em các bác yên tâm, đó là sử dụng tốt, ngon lành luôn. Đấy, ngon lành luôn. 100.000 giảm xuống 90.000, giờ giảm cho các bác xuống 60.000 nữa luôn. Đấy, giảm xuống cho các bác 60.000 nữa. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một bộ combo làm vườn 4 món. Một cái kéo cắt này. Ê, đứt tay luôn này con này. Kinh thật. Đấy. Các bác cầm cẩn thận nhé, không đứt tay như em. Hàng rất ok luôn nhé, một con kéo cắt tán này. Một con kéo cắt cành. Con này thì chất thép SK5 để các bác yên tâm rồi. Đấy, rất là nhiều người review rồi nên là em cũng không muốn review kỹ lại. Đấy, là các bác yên tâm. Quan trọng là cái mức giá thì em đang đưa cho các bác cái mức giá một cái cưa lách này. Một cái cưa gấp. Một combo làm vườn 4 món của Nhật. Giá của nó bên nhà em đang thanh lý cho các bác với giá chỉ có 150.000 đồng thôi. Và số lượng rất nhiều luôn chứ không phải là 1-2 món đâu. Số lượng thì rất nhiều luôn đây, các bác có thể xem một đống này. Đấy. Chỗ này cũng là hơn 50 bộ của nhà em rồi, không ít đâu. Đây. Nguyên cái cưa gấp, một đống cưa gấp này thì hơn 50 bộ. Tổng cộng còn hơn 50 bộ. Đấy, nên là lúc nào cũng có hàng luôn. Mà hết cái này em lại về nhập về luôn. Tại vì cái này không phải là bán phá giá đâu các bác nhé, mà em bán rẻ luôn cho các bác luôn. Đấy. Bán rẻ luôn cho các bác luôn. Tại vì nhiều người người ta bảo là nhà em bán đắt, thì hôm nay em quyết định bán cực rẻ luôn cho các bác. Đó. Bộ combo làm vườn 4 món, giá bên nhà em đang bán cho các bác với giá chỉ có 150.000 đồng thôi. Giá chỉ có 150.000 đồng thôi các bác nhé. Giá siêu tốt luôn. Giá siêu tốt luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Các bác thấy nó rung không?
Đấy. Đấy. Con này bàn chải đánh răng điện sử dụng rất là ok luôn nhé. Nó sử dụng rất là ok luôn. Con này thì giá của nó, giá cũ em đang bán với giá là 80.000 đồng. Nhưng hôm nay em đang thanh lý cho bác với cái mức giá chỉ có 60k. Đây. 60k các bác. Giá siêu tốt luôn. Thanh lý cho bác với giá chỉ có 60.000 đồng thôi. Các bác lên cho em mã này là bàn chải đánh răng điện nhé. Giá của nó là 60.000 đồng. Bàn chải đánh răng điện giá của nó là 60.000 đồng. Một sản phẩm. Đấy. Hàng tốt giá đẹp luôn. Hàng tốt giá đẹp luôn nhé các bác nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp ngay cạnh đây thôi. Đấy, ngâm 2 ngày rồi. Hôm nay lại giới thiệu lại cho các bác. Led giọt lệ. Led giọt lệ. Ngâm 2 ngày rồi nhé. Vẫn chạy tốt luôn. Đấy, con này thì các bác có ngâm bao nhiêu ngày nó vẫn chạy bình thường. Ngâm bao nhiêu ngày nó vẫn chạy bình thường. Và có điều khiển. Rất là nhiều màu sắc nhé. Rất là nhiều màu sắc luôn. Đó, hàng rất là đẹp luôn nhé các bác nhé. Led giọt lệ bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 85.000 đồng. 85.000 đồng một bộ. Các bác lên cho em mã này, mã led giọt lệ nhé. 85k này. Hàng rất là đẹp này, các bác trang trí cho những cái cửa hay là các thứ đều rất là ok luôn. Đấy, đều rất là ok luôn nhé. Này, ngâm nước thoải mái luôn. Chỉ quan trọng mỗi là cái củ này này. Các bác đừng cho xuống nước cho em là được. Đấy, và có cả điều khiển, một bộ của nó. Có cả điều khiển. Và các bác về các bác cắm một củ sạc điện thoại nhé. 85.000 đồng một cái mã led giọt lệ này. Đó. Thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.